Vâng, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay rất là buồn các bác ạ. Mất mấy chục triệu bạc vì cái lô loa này. Bị ngày hôm qua là bọn em mất tổng cộng là bị hai lô loa, mất mấy chục triệu luôn. Ăn phải là loa nhái các bác. Đây cái lô loa Gutin mà trước mặt các bác đây là cái lô loa mà bọn em hôm qua về rất là hào hứng vì loa quá là đẹp luôn, rất là mừng. Tuy nhiên là thực sự là đời không như là mơ các bác. Toàn bộ đây là hàng nhái cả và bọn em bây giờ là phải chịu trách nhiệm vào cái việc này, bị bọn Trung Quốc lừa. Thực sự như những bọn em là buôn bán là cũng rất là có kinh nghiệm rồi, cũng rất là sâu sát về cái việc này. Tuy nhiên là những cái điều nó không mong muốn vẫn bị lừa các bạn. Toàn bộ đây là hàng nhái hết, không phải là gu tin xịn. Cuối năm này cũng rất là mong muốn là nhập được một cái lô hàng nó chất lượng, nó đẹp để về phục vụ các bác trong việc cuối năm. Tuy nhiên là không như mơ, toàn bộ đây là hàng nhái cả. Sáng nay em mới bóc thử ra và em phát hiện đây là không phải hàng xịn, đây là hàng mới. Nó vứt bỏ thùng đi, nó vứt bỏ thùng, nó cuốn tới bóng lại để nó làm giả hàng bãi, làm hắn chụp hình cho mình, nó gửi qua đây là hàng nhái. Đây là hàng điệu hết, toàn bộ hàng điệu và mua với giá cực kỳ là cao. Cực kỳ là cao. Nếu như cái hàng này thì bọn em mua, em thực sự là nếu như mà hàng này mà hàng nhái là bọn em đã không làm. Và nói thẳng luôn, nó khi mà nói chào em là em nói không làm luôn. Nó khẳng định là hàng xịn, hàng mới, hàng chất lượng thì bọn em mới làm. Tuy nhiên là điều nó không như mong muốn là toàn bộ đây là hàng nhái cả. Đấy các bác biết không? Đấy. Và những cái hàng này thì cam kết với các bác là em sẽ không đưa lên kênh của bên em và sẽ không bán. Vì từ xưa đến nay cửa hàng em nói thẳng luôn là không làm hàng nhái. Cam kết là không làm hàng nhái. Cho nên mà những cái hàng mà phải hàng nhái này bọn em sẽ thanh lý vào một cái gì cho người khác và bên em sẽ không làm. Thế lỗ thì lỗ cũng này, nhưng mà vì uy tín, vì khách hàng cho nên mà bên em sẽ không đưa những cái hàng này ra thị trường. Đây các bác thấy đây là những cái hàng đấy, bọn em dám công khai lên đây là các bác biết rằng là bên em không phải là dạo vừa, đã làm, nói là làm. Đấy, 17 đôi. 17 đôi ở đây. Toàn bộ của nó là hàng nhái hết. Đấy. Tối hôm qua mới trở về đấy, hồ hứng là trong livestream là có khoe với các bác là hàng về đấy. Đấy, tuy nhiên là nó không như mong muốn. Ngày hôm qua em mất 2 lô luôn. Đấy, các bác xem đây, hai cái lô hàng cái này các bác này. Nếu bác nào đấy, hôm qua bác lên Facebook em sẽ thấy là em đăng ngay lên Facebook sau em xóa bài này, là lô này. Lô này. Đấy, nó rất là mất dạy các bác thấy không? Hàng của nó này nó bịt bằng dính hết như thế này. Nó nói mình là hàng xịn. Đấy các bác thấy không? Bọn em là thợ mà bọn em nào còn phải dính là các bác là mua. Đấy. Đấy hàng này. Đồ này các bác thấy em đăng lên Facebook này. Đấy, nó cam kết với em là hàng xịn nhưng mà sau này em phát hiện ra là hàng nhái này em là hủy. Nó mất 20 triệu tiền cọc. Đây. Đấy, cái lô này. Đây. Đây. Đấy. Lô đây nhá. Lô này là em mất 20 triệu rồi. Đấy, kinh thùng của nó thế này. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Ở đây, tin nhắn này, em qua em cọc của hắn này. Đây nhá, bọn Trung Quốc đây nhá. Qua đây em qua. Đây. 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 Đây các bác xem nhá, tin nhắn này này. Tin nhắn nguyên bản này nha, này lấy cho các bác xem này. Đây. Đây ngày hôm qua đây. Đầu tiên nhá, đây. Các bác xem này, đây. Đấy, nó gửi hình cho em nhá. Này. Chỉ có hàng đẹp như mới chứ không có hàng mới giả, đấy. Đấy, sao là bên Trung Quốc này. Nó cam kết này. Tùy bạn bao nhiêu cũng được, mình trả giá này. Đấy. Đấy, nó yêu cầu mình cọc bọn Trung Quốc ấy. À đây. Bác xem này nhá. Đây và sau ấy dục em cọc này. Đây. Nói cọc 5.000, chuyển 25 triệu cọc đây này, cọc 20 triệu, chuyển luôn 20 triệu trong chiều ngày hôm qua đây các bác xem giờ đây nhá. Rồi. 17 giờ 22 ngày hôm qua. Thế này, ok anh cọc được rồi đấy, chuyển nhá, bữa đây 30 này. 30 này, mẹ em báo lại này. Đây là cái lô này sáng. Sáng này này. Sáng này đấy, bên em phát hiện ra được hàng nhái hủy luôn. Mất 20 triệu nhá, cái lô này. Đấy, cái lô này là mất 20 triệu. Đây, chuyển 20 cọc triệu này em chuyển này. Đấy. Chứng khoán nhá. Đây mất 20 triệu. Tiếp theo nữa này, các bác xem. Để em sẽ cho các bác xem. Đây, cái đó là cái lô ấy nhá, còn cái lô này cũng thế. Cái hình mẹ đang nghi nè.
cam kết là hàng xịn mà bọn Trung Quốc nhất là đều. Đây 19 đôi, kiểm tra hàng ok, nó bóng gói như thế này đấy, 19 đôi mới. Đây là mình trả lời mới không làm đâu, mình trả lời này. Mắt anh có bảo mới thì có hàng chính hãng hay lại bảo mới. Thật hả? Đấy, thật không? Đấy, như thế á. Thế là nó mình là nó cam kết là mình là hàng xịn mình mới làm. Và đây và kết quả là như các bác thấy đấy, em gửi về. Đấy, gửi về đây là toàn bộ là hàng nhái hết. Đấy. Hàng nhái sáng nay. Sáng nay thì mình đã liên hệ với nó và hiện nay là đây. Bọn Trung Quốc bây giờ đã chặn luôn mình đấy. Đây, Trung Quốc là chặn luôn đây này. Mẹ nó chặn em rồi, không lấy lại được tiền, lại mất nổ lô này đấy, lại mất luôn. Đó là cái lô hàng này thì hiện nay là bây giờ cái thằng bên Trung Quốc nó đã chặn luôn cái lô hàng này toàn bộ. Bây giờ cái hàng này là bên em phải chịu. Đấy, và bây giờ những cái hàng như thế này là vì uy tín bên em sẽ công khai luôn là không bán ra ngoài thị trường, em sẽ bán thanh lý một cái dịp khác. Đấy các bác nhá. Thực sự là như bọn em đây là thợ chuyên nghiệp. Thợ chuyên nghiệp luôn mà còn những lô ăn những cái lô như thế này. Đấy, các bác biết rồi, không phải là bọn em là cố tình đâu ạ. Đây. Nhiều khi nó thật ai cũng muốn lấy hàng xịn, hàng đẹp để bán cả, tuy nhiên là nó không mong muốn. Nó không mong muốn như chúng ta nghĩ. Đấy. Đây lô hàng rất đẹp. Đẹp như thế này mà bây giờ đang cần hàng bán vào Tết mà. Đấy, nó lừa một phát, hoàn lõn luôn. Đấy, tiếp theo lô này nữa. Đây. Bọn Trung Quốc này. Này, hôm nay là hắn cam kết này. 100% chính hãng này. Đấy. Đúng không? 100% chính hãng. Nó thề với mình nhưng mà cuối cùng này. Rồi sau nó trả lời này, bọn Trung Quốc trả lời. Rồi, tối hôm qua này. Đấy. Nó yêu cầu là sau này mình sẽ tự hữu được. Đấy, nó không mẹ nó đấy chứ nó nói xong nó bảo là đây là sau cuối cùng là hàng nhái đấy. Đây. Mày về em khui ra đúng là hàng nhái luôn. Đây, selection rất chi là đẹp, hàng nhái. Cũng rất là mong được lô này là về là đẹp để mà phục vụ các bác, tuy nhiên là không được như mong muốn và còn mất cả tiền nữa. Cho nên mà thực sự là các bác nghĩ rằng là bọn em buôn bán nó cũng không phải là lời lãi gì đâu. Đấy, rất chi là khó, chua. Và vì cái yếu tố nó thật là nhiều cái vấn đề cho nên mà em tạm thời chia cái người mà nhắn tin này lại. Đấy. Các bác thấy là nó thật là buôn bán nó không hề dễ như thế nào nhé. Đấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nha, cũng chia sẻ một cái phần để cho các bác nắm được thôi nha, xin cảm ơn nhé.